4 sân vận động lớn nhất Uzbekistan sẽ tổ chức 4 bảng đấu, quy tụ 16 đội tuyển mạnh nhất lứa tuổi U23 châu Á. Mọi sự chú ý được đổ dồn về sự hiện diện của U23 Việt Nam. Cúp bóng đá U23 châu Á AFC khởi tranh từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Hướng đến 2022, FPT Play tự hào tiếp tục đồng hành với khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam cùng hàng loạt những giải đấu hàng đầu. Giải đấu số 1 châu Á cấp độ câu lạc bộ, AFC Cup và AFC Champions League. Những trận đấu hấp dẫn nhất cấp độ đội tuyển của bóng đá châu Á với vòng loại World Cup khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers. Vòng chung kết AFC U23 2022 Finals, nơi trong quá khứ đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích thường châu. Món ăn độc đáo với mọi bữa tiệc bóng đá, vòng chung kết AFC Futsal Asian Cup 2022. Và tiếp tục sẽ là những đêm không ngủ cùng FA Cup. Cuối cùng là những giải đấu hàng đầu của UEFA như UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League và UEFA Youth League. FPT Play mang đến những giải đấu đỉnh cao, trực tiếp và trọn vẹn. Chào quý vị khán giả của FPT Play, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những trận đấu quan trọng, lượt trận cuối cùng của bảng D. Vòng bảng U23 châu Á 2022 sẽ là cuộc đối sức diễn ra tại sân vận động Lokomotiv giữa Ả Rập Xê Út và UAE. Một trận đấu để cho chúng ta xác định rằng đối thủ ở trận tứ kết sắp tới của U23 Việt Nam sẽ là ai. Lúc này thì Ả Rập Xê Út đang đứng đầu bảng D với 4 điểm bằng với U23 Nhật Bản nhưng vượt trội hơn về hiệu số bàn thắng bại. Lúc này thì Ả Rập Xê Út đang có được 5 bàn thắng, không bàn thua, trong khi Nhật Bản mới ghi được có 2 bàn thắng và nhận thua 1 bàn. Và hiện tại thì đối thủ của Ả Rập Xê Út đã trong trận đấu ngày hôm nay đó chính là U23 UAE, cũng còn hy vọng lọt vào vòng tứ kết khi mà hiện tại họ xếp thứ 3 với 3 điểm. Allah'a emanet olun.
Vừa rồi đó chính là quốc ca của Ả Rập Xê Út và bây giờ sẽ là quốc ca của U23 UAE. Vừa rồi là quốc ca của UAE. Vào thời điểm hiện tại thì các đội bóng có khả năng lọt vào tứ kết bao gồm có U23 Nhật Bản, U23 Ả Rập Xê Út và cũng là U23 UAE. Tuy nhiên nhiệm vụ của U23 UAE trong trận đấu này là khó khăn hơn nhiều so với Ả Rập Xê Út. Nếu như Ả Rập Xê Út chỉ cần ít nhất là một trận hòa thì họ sẽ lọt vào vòng trong, thì với UAE họ cần ít nhất là một chiến thắng. Đây chính là đội hình ra quân của Ả Rập Xê Út, bao gồm có thủ môn áo số 1 Akidi, số 4 Dabsori, số 13 Yami, số 23 Saun Abdulhala Hamid, số 2 Yaslam, số 8 Gamdi, số 6 Manasi, số 15 Al Aisha, số 7 Aima Yahya, số 17 Asari và số 19 là Abdullah Radib. Huấn luyện viên trưởng của U23 Ả Rập Xê Út là ông Saad Al Shiri. Ngày hôm nay điều khiển chính trận đấu của chúng ta sẽ là trọng tài người Australia, ông Barrero. Sonny Van cùng với Alexander King sẽ là những người làm chủ phòng VAR. Ngày hôm nay U23 UAE sẽ ra quân với thủ môn mang áo số 17 Abdullah, số 13 Faris Khalil, số 12 Abdullah Yamin, số 3 Almeri, số 16 Madi, số 6 Khamis, số 4 Ahmed Mamou, số 11 Ablusi, số 8 Abdelaziz Mohamed, số 10 Sid Khabi và số 9 là Abdullah Mohamed. Huấn luyện viên trưởng của U23 UAE đó chính là người đã từng làm việc tại lò đào tạo La Masia của Barcelona, ông Denis Puig. Rõ ràng đây là một cuộc đối đầu mà chúng ta sẽ dành những sự tôn trọng đặc biệt dành cho cả Ả Rập Xê Út cũng như là UAE. Bởi hai đội bóng này là những đối thủ láng giềng với nhau, gặp nhau rất nhiều lần và các kết quả thì cũng khá là cân bằng với nhau. Đặc biệt là với đội bóng của Denis Puig, U23 UAE, với một người đã thấm nhuần tư tưởng của lò đào tạo La Masia thì chắc chắn ông luôn hướng tới việc tấn công ở trong tất cả mọi đội bóng mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này dẫn dắt. Ở trong trận đấu còn lại của bảng D này sẽ là cuộc đọ sức giữa U23 Nhật Bản cùng với Tajikistan. Rõ ràng là với phong độ và sức mạnh của đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc thì khó lòng mà Tajikistan có thể làm nên chuyện trước U23 Nhật Bản. Có thể nói đây là một trận đấu quyết chiến của Ả Rập Xê Út cũng như là U23 UAE. Cơ hội là vẫn còn dành cho cả hai đội bóng này. Với Ả Rập Xê Út thì họ đương nhiên có một động lực lớn hơn, bởi vì hai lần gần nhất họ đều về nhì. Trong một giải đấu gần nhất thì họ đã để thua U23 Hàn Quốc trong một trận đấu với tỷ số là 0-1 và họ thua bằng một cú đánh đầu.
quyết tâm của Ả Rập Xê Út ở giải đấu năm nay, đó chính là chức vô địch. Và như vậy là cuộc đọ sức giữa Ả Rập Xê Út và U23 UAE cũng đã chính thức bắt đầu. Bóng đã lăn tại sân vận động Lokomotiv. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này, U23 Ả Rập Xê Út sẽ bảo vệ phần sân bên trái, mà ngạnh của quý vị, và bên phải sẽ là U23 UAE. Đây chính là ông Saad Al-Shiri, thuyền trưởng của U23 Ả Rập Xê Út. U23 Ả Rập Xê Út vào thời điểm hiện tại đang được dẫn dắt bởi một vị huấn luyện viên nội. Một quả đá phạt góc dành cho Ả Rập Xê Út. Còn đây chính là ông Denis Puig, Danis Silva Puig, người trước đó đã từng làm việc 5 năm tại lò đào tạo La Masia. Và đến năm 2021 thì ông đã nhận lời dẫn dắt U23 UAE. Cú đá, cú sút đầu tiên của trận đấu này thuộc về Ả Rập Xê Út. Đó là cú ra chân của Dasori. Mặc dù về mặt lý thuyết về phong độ thì Ả Rập Xê Út được đánh giá nhỉnh hơn so với U23 UAE. Tuy nhiên trong những lần đối đầu gần đây thì UAE luôn biết cách để tạo ra khó khăn cho người láng giềng của mình là Ả Rập Xê Út. Asiri. Ả Rập Xê Út là một đội bóng chơi nhanh, kỹ thuật. Tuy nhiên với UAE, với một chiến lược gia làm việc tại lò đào tạo La Masia, thì họ cũng đang chơi với một cách đá kiểm soát và nhanh nhẹn tương tự như là Ả Rập Xê Út. Yahya. Ngay từ những giây phút bóng lăn đầu tiên, U23 Ả Rập Xê Út đã tràn lên phần sân của U23 UAE. Tất nhiên ngày hôm nay họ chỉ cần một trận hòa là đủ để có thể lọt vào vòng trong. Nhưng họ chưa chắc đảm bảo được ngôi vị nhất bảng. Và nếu như họ chỉ có được ngôi vị nhì bảng thì họ sẽ đấu với U23 Hàn Quốc. Và đó sẽ là một cuộc tái đấu trong trận chung kết cách đây vài năm. Đang lên bàn cân thì rõ ràng nếu như có được vị trí đầu bảng ở bảng D này, giai đoạn vòng bảng, thì Ả Rập Xê Út sẽ đối đầu với U23 Việt Nam. Yamin Hussein Mahdi. Một trong những điều đáng tiếc nhất ở giai đoạn vòng bảng U23 châu Á năm nay đó chính là U23 Iran. Một trong những ứng cử viên được xác định là sẽ tiến sâu ở giải đấu năm nay, nhưng họ bất ngờ đã bị loại. Cùng với đó là Qatar. Ibrahim. Ahmad Zanmil. Hussein Mahdi. Ả Rập Xê Út không ngại áp sát ngay bên phần sân của U23 UAE. Một lối chơi rất hiện đại và pressing tầm cao, rất khỏe. Một quả đá phạt dành cho U23 Ả Rập Xê Út từ đúng phạm lỗi của Abdulsi. Phong độ của UAE trong khoảng thời gian gần đây cũng tương đối tốt. Trong 8 lần ra sân gần nhất thì họ chỉ thua đúng một, đó chính là trận thua trước Nhật Bản. Còn lại là thắng 6 và hòa 1. Bóng vẫn còn. Không kịp, nỗ lực không thành công của Ibrahim. Vẫn là những sức ép đến từ Ả Rập Xê Út, rất kỹ thuật. Chúng ta vẫn chưa được chứng kiến một pha lên bóng thực sự có nét nào đến từ U23 UAE. Họ đang bị ép sân.
Vào thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã xác định được những cái tên đã bị loại ở bảng A, đó chính là trường hợp Qatar và Iran. Bảng B đó chính là Jordan cùng với QF. Và ở bảng C đó chính là hai đội bóng của Đông Nam Á, Thái Lan và Malaysia. Al-Khabi liên tục là những pha tranh chấp rất quyết liệt của cả hai bên. Yaslam, Ahmad Yanmil, Khamis. Hơn 5 phút trôi qua và các pha lên bóng của U23 UAE lúc này hầu như không thể gây ra được khó khăn cho hàng phòng ngự của U23 Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó thì sức ép của Ả Rập Xê Út ngày một lớn hơn với các pha lên bóng rất tốc độ, rất hợp lý. Cơ hội dành cho Ả Rập Xê Út, đá mặt, không vào. Rất đáng tiếc và cũng không thể tin nổi, ở trong pha bóng vừa rồi Aymar Hiya lại không thể sút tung lưới của Abdullah. Trước đó là một loạt các tình huống xử lý bóng để qua người và đối mặt với một khung thành đầy rộng mở. Trọng tài xác định đây vẫn là một tình huống không có pha bóng chạm tay. Rất đáng tiếc, Ahia đã không thể đánh bại được Abdullah bằng một pha đặt lòng quá nhẹ. Một bàn thắng thôi sẽ giải tỏa rất nhiều những sức ép dành cho U23 Ả Rập Xê Út, cho việc họ sẽ có được ngôi vị nhất bảng. Đá đầu không thành công. Đó là cú chạm của Radip. Abdullah Radip. Abdullah Radip chính là tiền đạo mũi nhọn của U23 Ả Rập Xê Út ở trong trận đấu này. Hàng công của Ả Rập Xê Út thực sự bùng nổ ở giai đoạn vòng bảng này. Madi, pha lên bóng dành cho U23 UAE. Abdullah Mohamed, Abdulsi, người đã ghi bàn thắng ở trong trận thua U23 UAE trước U23 Nhật Bản. Hai bàn thắng gần nhất mà U23 UAE có được trong chiến thắng trước Tajikistan, đó chính là bàn thắng của Masoud Said và Abdulaziz Mohamed. Đó là trận đấu mà U23 UAE đã giành chiến thắng trước đội bóng yếu nhất của bảng D Tajikistan với tỷ số là 2-0. Và trong trận đấu ra quân của đương kim Á quân Ả Rập Xê Út, họ gặp Tajikistan và đã ghi đến 5 bàn thắng vào lưới của đội bóng này. Ở lượt trận thứ hai họ gặp U23 Nhật Bản và kết thúc với một trận hòa không bàn thắng. Khamis. Trọng tài sẽ định quyền để biên thu về cho UAE. Ibrahim, U23 Ả Rập Xê Út đang chơi với cách vận hành theo sơ đồ 4-2-3-1. Trong khi đó với U23 UAE vẫn tiếp tục là một sơ đồ 4-3-3 với các chiến lược gia đã từng thấm nhuần tư tưởng của La Masia, thì họ luôn chơi với sơ đồ là 4-3-3 hoặc là 4-1-4-1. Yahia, Ibrahim quan sát và chuyền bóng rất nhanh. Anaisa, Yanmi,
Abdullah Hamid cùng với Dasori đang là bộ đôi trung vệ của Ả Rập Xê Út. Ayman Hiyaya áp sát rất nhanh với một nền tảng thể lực tương đối tốt. U23 Ả Rập Xê Út đang tổ chức pressing và hiệu quả tương đối cao ở trong các tình huống đoạt bóng. Yaslam, lúc này đội bóng áo đỏ đang chơi với một đội hình thấp và chờ đợi những tình huống phản công. Và cái bóng tốt đến từ Abdullah Hamid. Hamed Gami, Dasori. Lúc này thì ở trong trận đấu cùng giờ giữa U23 Nhật Bản và U23 Tajikistan, thì U23 Nhật Bản đã có được bàn thắng mở tỷ số và dẫn trước 1-0 bằng pha lập công của số 19 Masuki ở phút thi đấu thứ 10. Chắc chắn bàn thắng này của U23 Nhật Bản sẽ tạo ra một hiệu ứng tâm lý không hề tốt một chút nào dành cho U23 Ả Rập Xê Út. Pha lên bóng dành cho UAE. Cắt bóng rất tốt của Gami. Abdullah Hamid. Chắc chắn thông tin U23 Nhật Bản có được bàn thắng vào lưới của Tajikistan đã đến với ban huấn luyện của U23 Ả Rập Xê Út. Việc U23 Nhật Bản có được chiến thắng trước Tajikistan cũng là một điều không bất ngờ, bởi vì Tajikistan được xem là đội bóng yếu nhất của bảng đấu này. Hussein Aysa đá phạt dành cho Ả Rập Xê Út. Cơ hội tốt nhất vẫn là tình huống này, đúng là không thể tin nổi. Asuri đã làm quá tốt công việc đi bóng qua người, nhưng khi đối mặt với Abdullah thì anh lại không thể đánh bại được thủ môn áo số 17 bên phía U23 UAE. Dasori. Yaslam đã không qua được Yanmin. Mohamed. U23 UAE vẫn đang rất tự tin để thực hiện những đường chuyền ở bên phần sân nhà của mình trước sự áp sát rất tích cực đến từ Ả Rập Xê Út. Tiếp tục là tình huống cắt bóng chính xác của Abdullah Hamid. Aysa. Mohamed. Đúng là không có nhiều thời gian và cũng không có nhiều không gian cho các pha xử lý chần chừ. Ả Rập Xê Út áp sát rất nhanh, chỉ trong tích tắc giây thôi. Dasori. Không hề có tiếng còi. Mamu. Mohamed.
Ahmed Yanmiu không vào, bóng dồi vào cột dọc. Vẫn còn thêm một cú dứt điểm nữa, vẫn không vào, bóng chạm vào hai cái cột dọc khung thành của Akiri. Quá may mắn dành cho U23 Arab Saud. Hai cú đá liên tiếp chạm vào cột trái và cột phải khung thành của U23 Arab Saud. Đúng là không may dành cho U23 UAE. Đầu tiên là cú đá đến từ Ahmed Yanmiu và sau đó là cú ra chân của Hossein Mahdi. Cả hai tình huống này thì thủ môn Akidi bên phía Ả Rập Xê Út đều đã bó tay. Nhưng không hiểu vì sao mà may mắn vẫn liên tiếp đồng hành với thủ môn số 1 bên phía Ả Rập Xê Út. Đúng là mặc dù không có được một thế trận tốt, không có khả năng cầm bóng tốt, nhưng hỡi có cơ hội thì U23 UAE luôn biết cách để gây ra những sự khó khăn cho khung thành của Ả Rập Xê Út. Không vào! Cú đá rất nghệ thuật đến từ Abdullah Mohamed. Lần này thì không còn cái cột dọc nào mà đó là tài năng của Akidi. Một cú đá rất nghệ sĩ. Nó cứ như là một pha dứt điểm ở môn đá cầu. Bóng đi rất lợi hại. Trong khoảng 3 phút đã qua thì đã có 3 cơ hội nguy hiểm thuộc về cho U23 UAE. Nhưng may mắn thì vẫn chưa đồng hành với đội bóng này. Ngày hôm nay nếu như U23 UAE chiến thắng trước U23 Ả Rập Xê Út thì họ mới chính là chủ nhân của một trong hai tấm vé lọt vào vòng trong. Mohamed, Abdelaziz Mohamed đường truyền. Bóng vẫn còn trong sân. Khamis. Như vậy là tạm thời sóng gió đã qua đi. Ngoài trừ tình huống để cho số 17 Haitham Asiri thoát xuống thì hàng phòng ngự của U23 UAE đang chơi khá tập trung. Họ đang là một cái bóng chứng minh trong từng những thời điểm và những khoảnh khắc cụ thể thì họ luôn biết cách để tạo ra những điểm nhân. Kalin, Almeri, rất tốt. Said Yaslam rất thuận lợi. Rất đáng tiếc là ở trong tình huống này thì Aisa là bị trượt chân. Faris Khalil. Ankabi. Mohamed đã có tình huống kéo người của Abdullah Hamid. Abdullah Hamid đang là đội trưởng của U23 Ả Rập Xê Út. Chúng ta cùng theo dõi lại pha ra chân của Abdullah Mohamed. Quá nghệ sĩ. Và nếu như không có tài năng và sức lướng tốt của Akidi thì có lẽ bàn thắng đã tới dành cho U23 UAE. Mamu. Ahia. Vẫn là số 7 bên phía Ả Rập Xê Út. Ibrahim hơi chần chừ. Ankabi. Abdullah Mohamed. Vẫn tiếp tục là một tình huống giải nguy rất tốt của Abdullah Hamid. Nhìn từ xa thì ngoại hình của Abdullah Hamid có phần nào đó khá giống với N'Golo Kanté. Rõ ràng là U23 UAE đã có những sự chuẩn bị và những sự am hiểu rất nhiều với những người láng giềng Ả Rập Xê Út. Họ chủ động nhường lại khu vực giữa sân
và nhường lại sự chủ động dành cho Ả Rập Xê Út và chờ đợi những tình huống tăng tốc ở những khoảnh khắc nhất định. Al-Khabi. Vẫn là Al-Khabi. Abdullah Mohamed. Trọng tài xác định đá phạt dành cho Ả Rập Xê Út. Abdullah Hamid vẫn đang theo rất sát với tiền đạo Abdullah Mohamed bên phía U23 UAE. Mặc dù số 9 bên phía U23 UAE sở hữu một chiều cao không quá lý tưởng, nhưng đây là một mẫu cầu thủ thi đấu độc lập, che chắn tốt và cực kỳ nhanh nhẹn. Ngoài ra anh còn sở hữu một vài những tình huống xử lý rất xuất thần. Dawsari. Ibrahim. Abdullah Hamid. Không dễ để phá đi kết cấu đội hình của U23 UAE. Họ luôn có những sự dàn trải nhân sự khá tốt trong những tình huống không bóng cũng như là tổ chức các đợt vây bắt. Ibrahim. Saad Yaslam. Chưa bao giờ mà bảng D được quan tâm nhiều như thời điểm hiện tại, khi mà U23 của Việt Nam của chúng ta đã lọt vào vòng tứ kết. Và đối thủ sẽ là một trong hai những đội bóng ở khu vực bảng D này. Đó có thể là Ả Rập Xê Út, đó có thể là Nhật Bản, và cũng có thể là những sự bất ngờ đến từ UAE. Tuy nhiên đây là những đối thủ mà đều được đánh giá cao hơn so với U23 Việt Nam. Nhưng với những gì mà chúng ta có được thành tích bất bại ở trong giai đoạn vòng bảng, cũng là đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại U23 châu Á, chúng ta có quyền kỳ vọng những sự bất ngờ, giống như cái cách mà đứa của những cầu thủ như là Quang Hải đã từng làm tại Thương Châu. Abdullah Radib. Tiền đạo số 19 bên phía Ả Rập Xê Út vẫn chưa có được một thời cơ nào. Nếu xét về số cơ hội nguy hiểm thì rõ ràng là U23 UAE nhỉnh hơn. Với 3 cú dứt điểm, 2 trong số đó đi trúng 2 cột dọc khung thành của Akidi và một tình huống bị cản phá bởi chính thủ môn này. Còn với U23 Ả Rập Xê Út thì họ đã không thể tận dụng cơ hội của Asiri. Asiri đã không thể đánh bại thủ môn Abdullah. Abdullah Hamid. Rất tốt. Quan sát và chuyền bóng rất chính xác. Gami. Vẫn là Gami. Xử lý hay. Gami. Không vào. Một pha xử lý bóng vô cùng mềm mại đến từ Hamed Gami. Suýt chút nữa thì bàn thắng đã tới dành cho U23 Ả Rập Xê Út. Một tình huống mà số 8 bên phía Ả Rập Xê Út đã làm tình làm tội hàng phòng ngự của U23 UAE. Những cú ngoặt rất mềm mại đã khiến cho những cú soạt của các cầu thủ U23 UAE bị trôi đi. Và rất may mắn ở trong pha bóng này là sự lăn xả của Abdullah một lần nữa cứu thua cho U23 UAE. Tiếp theo là một quả đá phạt góc dành cho Ả Rập Xê Út. Trận đấu của chúng ta đã bước sang phút 25 và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Cú đá từ xa. Yanmi. Vẫn là những sức ép đến từ Ả Rập Xê Út. Quá tạc. Thứ hai. Liên tục là những tình huống bắn phá và một lần nữa quả đá phạt góc. Trận đấu của chúng ta đã diễn ra căng thẳng và vô cùng hấp dẫn với những tình huống tấn công và tung ra các pha dứt điểm đầy tự tin của cả Ả Rập Xê Út cũng như là UAE.
Đó là quả đá phạt góc thứ 5 dành cho U23 Ả Rập Xê Út. Một sức ép rất lớn dành cho Abdullah. Quá sâu rồi nhưng vẫn còn. Không kịp. Lúc này thì ở trong trận đấu cùng giờ, U23 Nhật Bản vẫn đang dẫn U23 Tajikistan với tỷ số là 1-0. Với kết quả đó thì rõ ràng U23 Nhật Bản sẽ là đội bóng Nhật Bản và U23 Ả Rập Xê Út là đội bóng Nhật Bản. Tuy nhiên thời gian của chúng ta là vẫn còn rất dài. Ahia. Đoạt bóng rất nhanh. Đã có tiếng còi. Quả đá phạt dành cho Ả Rập Xê Út. Thì đủ tác động của Jose Mari. Jose Mari là một trong những cầu thủ đã sút quả bóng trúng cột dọc lần thứ hai trong pha hãm thành cách đây khoảng 10 phút của U23 UAE. Ibrahim. Abdullah Hamid. Rất nguy hiểm. Phạm lỗi rồi. Một pha xử lý không an toàn bên phần sân nhà của Ả Rập Xê Út. Và suýt chút nữa là Abdulaziz Mohamed đã đoạt được pha bóng này. Đạp xử lý bắt buộc phải phạm lỗi. Đã có lỗi cao chân. Đây cũng không phải là một pha bóng cố tình đến từ Ablusi. Hay Thamar Siri đã rất dũng cảm để tranh chấp với Ablusi ở trong tình huống vừa rồi. Ahia. Vẫn là Haya. Không được. Lúc này tiền đạo Abdullah Rarif đang chơi chưa thực sự ấn tượng. Hầu như anh không có một khoảnh khắc nào xuất hiện nguy hiểm thật sự ở trong vùng cấm của Abdullah. Vẫn tiếp tục là tình huống chính xác đến từ Abdullah Hamid. Một ngày sẽ hoạt động rất vất vả đến từ Abdullah Mohamed, tiền đạo của U23 UAE, khi mà đội trưởng bên phía Ả Rập Xê Út đang theo rất sát với số 9 này. Cú che chắn khôn ngoan để câu về một quả đá phạt. Abdullah Hamid. Abdullah Radip. Vừa rồi là số ít các cổ động viên của UAE có mặt tại Lokomotiv để cổ vũ cho đất nước của mình. Hey,
Radip. Quả đá phạt dành cho Ả Rập Xê Út. Đó là lỗi của Khamis Al-Mumi. Một quyết định chính xác khi mà Khamis đã ôm lấy Abdullah Radip. Một cú che chắn và xoay người thoát đi cực kỳ lợi hại và giàu sức mạnh của Radip. Hai phần ba thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua và tỷ số trong cuộc đối xứng giữa U23 Ả Rập Xê Út và U23 UAE trận đấu cuối cùng của bảng D vòng bảng U23 châu Á vẫn đang có kết quả là không đều. Trong khi đó thì trận đấu cùng giờ giữa Nhật Bản và Tajikistan thì U23 Nhật Bản đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Đi trước bóng sẽ là số 23 Abdullah Hamid. Có lẽ sẽ là một cú sút thẳng của Abdullah Hamid. Abdullah Hamid không vào, bóng dồi vào xa ngang. Lần này may mắn đã đồng hành dành cho khung thành của U23 UAE. Phản công dành cho U23 UAE. Aulusi treo vào, quá sâu rồi. Ayman Haya. Người đá biên sẽ là Hamad Anjami. Rất tốt. Mohamed vẫn không vào. Vừa rồi là một tình huống phối hợp rất hay của Aisha cùng với Mohamed. Những tình huống che chắn và thả trôi đối thủ để tạo ra cơ hội cho chính bản thân mình. Hamed Gami. Ahia Ibrahim. Yaslam. Không được. Một pha xử lý có phần vội vàng của Said Yaslam. Một tình huống mà số 2 bên phía Ả Rập Xê Út hoàn toàn có thể phối hợp thêm cùng với đồng đội đang di chuyển ở phía trên. Còn đây là một tình huống mà Abdullah Hamid đã khiến cho khung thành của U23 UAE rung chuyển. Bóng đi vào góc chưa? Cú đá rất khó chịu. Đúng là may mắn lần này đồng hành cùng với Abdullah của UAE. Tính cho tới thời điểm này trận đấu của chúng ta đã có đến 3 tình huống mà bóng làm rung chuyển khung thành của đối phương. 2 lần của Ả Rập Xê Út và 1 lần của U23 UAE. Xuất hiện ngay một nhiều, nhưng may mắn cũng như là sự chính xác ở trong khâu quyết định vẫn chưa đồng hành và chưa xuất hiện với các quyết định của các cầu thủ diễn ra trên sân. Lỗi đẩy người tiếp tục là của Hussein Mahdi. Abdullah Hamid. Dasori. Một tình huống đẩy bóng hơi dài của Hamad Yanmi. Và sau đó thì anh đã bị phạm lỗi. Tính cho tới thời điểm này thì vị trọng tài Barrero của Australia vẫn có các pha xử lý chính xác nhưng khá mềm tay. Chưa rút ra một án phạt nào. Đây là một tình huống mà nếu như trọng tài khắc khe hơn hoàn toàn có thể là một án phạt thẻ vàng dành cho số 4 bên phía U23 UAE. Một pha phạm lỗi rất mạnh. Các nhân viên y tế đã vào sân để chăm sóc cho Hamad.
đó cũng là một tình huống mà Hamas đã tự làm khó mình với một pha khống chế bước một hơi dài và đẩy vào một thế phải bắt buộc va chạm với Mamu. Chúng ta được theo dõi lại một loạt các pha xử lý đầy kỹ thuật của các cầu thủ Ả Rập Xê Út, từ Jose Manessa cho tới Haitham Asiri. Lối chơi kỹ thuật là điều mà chúng ta luôn được ấn tượng với những gì mà các cầu thủ Ả Rập Xê Út thể hiện ở trên sân. Lúc này thì trận đấu cùng giờ giữa U23 Nhật Bản và Tajikistan vẫn đang có tỷ số là 1-0. Nhưng về cho đá bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc. Nếu như muốn có được vị trí Nhật Bản để đối đầu với đội bóng nhì bảng C, đó chính là U23 Việt Nam, thì U23 Ả Rập Xê Út cần phải có ít nhất là một chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào ở trong trận đấu này, một bàn thắng thôi. Rất hay. Aya. Thời điểm này nếu về hiệu số bàn thắng bại thì rõ ràng là U23 Ả Rập Xê Út nhận được nhiều so với U23 Nhật Bản. Sút bóng không vào. Một pha xử lý che chắn rất hay của Abdullah Radib. Như vừa rồi chúng ta phải dành lời khen cho Abdullah, thủ môn của U23 UAE. Ở góc máy vừa rồi chúng ta tưởng chừng như lưới của UAE sẽ rung lên, nhưng không. Một phản xạ xuất thần của Abdullah. Lại thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho Ả Rập Xê Út. Có rất nhiều những tình huống họ được hưởng phạt góc nhưng chưa một lần tận dụng thành công. Không được, bóng hơi cao. Yaslam Dasari. Đang có một cầu thủ bị đầu, đó là Ablusi. Sau một tình huống tranh chấp giữa Ablusi cùng với Dasari. Làm xử lý rất mạnh mẽ. Chúng ta một lần nữa được theo dõi lại pha xử lý độc lập rất hay. Một pha bóng đúng chất của một tiền đạo can lướt. Abdullah Radib có thể hình, thể lực và khả năng che chắn cũng như là các pha dứt điểm cực mạnh. Ahia vẫn sẽ thêm là một quả đá phạt góc nữa dành cho Ả Rập Xê Út. Thời gian lúc này đã điểm phút thứ 40 và tỷ số vẫn đang là không đều. Trận đấu của chúng ta vẫn diễn ra với lợi thế phần nào đó thuộc về cho Ả Rập Xê Út. Nhưng UAE thì cũng đã có một số những cơ hội trong những thời điểm mà họ tăng tốc trong khoảng từ 3 cho tới 4 phút. Đá đâu? Bàn thắng đã được công nhận và 1-0 dành cho U23 Ả Rập Xê Út. Sau rất nhiều những sự xuất sắc thì cuối cùng Abdullah cũng không thể làm gì để ngăn cản bàn thắng của Haitham Asiri. Sau rất nhiều những tình huống mà U23 Ả Rập Xê Út được hưởng những quả đá phạt góc thì cuối cùng họ cũng đã tận dụng thành công. Hãy cùng nhau quan sát lại pha bóng này. Hai pha dứt điểm và Asiri đã đánh bại được Abdullah. Abdullah quá xuất sắc ở tình huống trước đó, nhưng khi anh đã lăn vào sâu vạch vôi
thì cho dù có chạm bóng đi chăng nữa thì đó cũng là một bàn thắng dành cho Ả Rập Xê Út. Cuối cùng thì những sức ép đã phần nào đó được gỡ bỏ dành cho Ả Rập Xê Út với bàn thắng này. Và với pha lập công này thì chính Ả Rập Xê Út mới là đội bóng đang có được vị trí dẫn đầu bảng D. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn có VAR để check một tình huống liệu đây có là một pha bóng chạm tay hay không. Chúng ta vẫn còn nhớ trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Trọng tài đã có khoảng thời gian check VAR đến gần 5 phút và sau đó xác định một quả đá penalty dành cho U23 Việt Nam. Bây giờ vẫn là một tình huống check VAR của ông Barrero. Và như vậy là ông Barrero sẽ bước ra ngoài đường pitch để theo dõi lại đoạn băng. Ở góc máy này dường như bóng đã chạm tay của hai Tamasuri. Nếu như đó là một tình huống mà trọng tài thực sự khẳng định đó là một pha bóng chạm tay ở một góc máy rõ ràng hơn thì bàn thắng này chắc chắn sẽ không được công nhận. Ở góc máy này thì cũng khó để đưa ra những nhận định chính xác. Chúng ta cần phải có một góc máy trực diện hơn. Và bây giờ là khoảng thời gian mà ông Barrero đưa ra quyết định. Không có bàn thắng. Không có bàn thắng dành cho Ả Rập Xê Út. Tiền đạo đã để bóng chạm tay. Và theo luật thì đó không phải là một bàn thắng. Tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Đúng là VAR luôn mang lại cho chúng ta sự chính xác, nhưng kèm theo đó là những cảm xúc rất trái chiều. Nỗi buồn của U23 Ả Rập Xê Út là nó trái ngược hoàn toàn so với niềm vui và sự nhẹ nhõm của U23 UAE. Yami Abdullah Radib Ablusi. Vẫn tiếp tục là Ablusi. Hết sức quyết liệt. Trọng tài đã cầm thẳng, cầm sẵn một tấm thẻ vàng sau cú xoạc bóng vừa rồi. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu và có lẽ là dành cho Ibrahim. Một tình huống mà Yasser Ablusi đã bứt tốc rất nhanh. Và bóng này nếu như Ibrahim không xoạc bóng thì cú đẩy của Ablusi cũng đưa bóng đi hết đường biên dọc. Có lẽ vì tình huống này không được công nhận bàn thắng mà số 6 bên phía Ả Rập Xê Út đã có phần bị ức chế. Đúng là bóng đã chạm tay rồi. Một quyết định chính xác của trọng tài Barreiro. Đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng ở trong hiệp đấu đầu tiên giữa U23 Ả Rập Xê Út và U23 UAE. Bàn thắng đã không được công nhận dành cho Ả Rập Xê Út và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều.
Chúng ta sẽ có 3 phút đá bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Và lại là một pha đá phạt góc dành cho Ả Rập Xê Út. Khá luôn xuống Abdullah Hamid. Cuối cùng thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Abdullah. Mohamed. Một đường chuyền rất nhanh lên phía trên. Vẫn kịp. Nhưng đó có lẽ là một quyết định đẩy bóng dài để tăng tốc không thực sự hợp lý của Haitham Aseri. Haitham Aseri chính là chủ nhân của việc trọng tài check VAR và bị từ chối bàn thắng sau khi bóng đã chạm tay của cầu thủ mã số 17 này. Tiếc là tính cho tới thời điểm này trận đấu của chúng ta diễn ra hay, hấp dẫn, có nhiều cơ hội nhưng bàn thắng lại không xuất hiện. Có lẽ là điều mà chúng ta cảm thấy thiếu với 45 phút đầu tiên. Yaslam. Abdullah Radib. Yamin. Mohamed. Và như vậy là hiệp 1 của chúng ta, cuộc đọ sức giữa U23 Ả Rập Xê Út và U23 UAE đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Mặc dù ở trong những phút cuối trận thì U23 Ả Rập Xê Út đã đưa bóng vào lưới của UAE, nhưng trọng tài đã không công nhận vì trước đó bóng đã chạm tay. 0-0 là kết quả cuối cùng ở trong 45 phút hiệp 1. Và chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong vòng ít phút trước khi đến với các diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Sân vận động lớn nhất Uzbekistan sẽ tổ chức 4 bảng đấu.
quy tụ 16 đội tuyển mạnh nhất lứa tuổi U23 châu Á. Mọi sự chú ý được đổ dồn về sự hiện diện của U23 Việt Nam. Cúp bóng đá U23 châu Á AFC khởi tranh từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Mến chào các khán giả của bản tin bóng đá Việt. Loạt trận cuối của bảng C vòng chung kết U23 châu Á mang đến những trải nghiệm đầy căng thẳng cho những người trong cuộc lẫn các cổ động viên. Hàng tá các kịch bản có thể diễn ra và chỉ có 3 đội có thể bước tiếp vào vòng tứ kết. Nhiều cổ động viên đã lo lắng khi nghĩ đến trường hợp của U23 Việt Nam như tình cảnh của Italia ở vòng bảng Euro 2004. Dù vậy, thực tế diễn ra lại hoàn toàn khác biệt. Trong cuộc đối đầu quan trọng với U23 Malaysia, Hai Long, Văn Công, Văn Đến, Thanh Nhân, Quang Nho đã được huấn luyện viên Gomo Kyung cho ra sân ngay từ đầu. U23 Việt Nam chơi lấn lướt và có bàn mở tỷ số ở phút 28 từ cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng. Trận đấu trở nên gay cấn khi bước vào những phút cuối hiệp 1. Trọng tài đã phải mất đến 8 phút để xem lại VAR và quyết định cuối cùng là phạt đền dành cho U23 Việt Nam cùng chiếc thẻ đỏ cho Harry Hakim bên phía U23 Malaysia vì dùng tay cản bóng. Trên chấm 11m, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh đã mất hai nhịp để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho các chiến binh sao vàng. Sang hiệp 2, trong thế hơn người, U23 Việt Nam tạo thêm nhiều cơ hội đáng chú ý nữa, tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Giành thắng lợi chung cuộc 2-0, thầy trò huấn luyện viên Gomo Kyung có 5 điểm sau 3 lượt trận và giành vé vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng C. Thành tích này giúp Việt Nam trở thành đội tuyển đầu tiên của Đông Nam Á hai lần vượt qua vòng bảng U23 châu Á. Phát biểu về chiến công này, huấn luyện viên Gomo Kyung đã cho biết: U23 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên và vào tứ kết. Trước giải đấu này, không ai nghĩ chúng tôi sẽ làm được điều đó cả. Tôi ấn tượng với các cầu thủ của mình. Tôi không làm gì cả. Công lao là của cầu thủ. Các bác sĩ cũng đã giúp đội rất nhiều. Khi được hỏi về việc thay đổi nhiều nhân sự, nhất là ở tuyến giữa trong trận này và những sự chuẩn bị cho tứ kết, thuyền trưởng người Hàn Quốc đã chia sẻ thêm: trước khi chạm trán U23 Malaysia, tôi đã nghĩ về trận tứ kết nên phải lên kế hoạch ngay ở trận đấu này. Không có lý do gì đặc biệt cả, khi mà các cầu thủ đều có thể lực và chuyên môn tốt, tôi có thể thay đổi nhân sự để chuẩn bị cho trận tiếp theo. Kết thúc trận đấu này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc hồi phục, sau đó sẽ tính tiếp. Tôi có hỏi các cầu thủ muốn gì, họ nói muốn tới một trình độ cao hơn. Tôi hiểu được điều đó và muốn đưa họ tới những vùng đất mới. Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Hải Long đã có những chia sẻ. Cảm xúc của em thì hiện tại rất là vui khi mà cả đội đã giành chiến thắng và bước vào vòng tứ kết, và chúng em sẽ chuẩn bị rất là tập trung và cho trận đấu tới. Bên kia chiến tuyến, thuyền trưởng của U23 Malaysia đã tỏ ra khá tiếc nuối khi đội nhà để thua 0-2. Tôi rất thất vọng. U23 Malaysia đã khởi đầu tốt, nhưng tình huống chịu thẻ đỏ lẫn phạt đền đã thay đổi cục diện. Tôi không biết vì sao mà các cầu thủ của tôi lại bị thẻ đỏ nữa. Chúng tôi sẽ xem lại video ở tình huống đó. Về phía U23 Việt Nam, với mục tiêu phải thắng để đi tiếp, họ đã thay đổi để tấn công tốt hơn. Chúc mừng U23 Việt Nam đã có mặt ở tứ kết. Sau khi để U23 Việt Nam cầm hòa sốc 1-1, U23 Hàn Quốc khát khao đánh bại U23 Thái Lan để khẳng định lại sức mạnh của mình. Thế nhưng Thái Lan đã chứng tỏ họ cũng là một đối thủ khó nhằn khi khiến nhà đương kim vô địch phải mướt mồ hôi mới có thể có được chiến thắng tối thiểu. Chạm trán U23 Thái Lan bị đánh giá thấp hơn, tuy nhiên U23 Hàn Quốc đã có một màn thể hiện không thực sự thuyết phục. Nhà đương kim vô địch của giải đã khá chật vật trong khâu dứt điểm. Điểm sáng duy nhất trong trận đấu này là bàn thắng của Go Jae-hyun ở phút 35. Đây là pha lập công khi trọng tài xem lại công nghệ VAR và quyết định công nhận bàn thắng cho các chàng trai xứ kim chi. Bước sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Xuân Hồng tiếp tục tung ra nhiều pha dứt điểm. Tuy nhiên, ngoài một tình huống việt vị, U23 Hàn Quốc đã không tài nào xuyên phá được mạng lưới U23 Thái Lan chơi quyết tâm và cố gắng tìm kiếm một trận hòa. 90 phút đã khép lại với thắng lợi 1-0 nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Hoàng Xuân Hồng. Giành 7 điểm sau 3 lượt trận, U23 Hàn Quốc vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng C. Đối thủ của các chàng trai xứ kim chi và U23 Việt Nam ở vòng đấu tiếp theo sẽ là hai trong số 3 cái tên: Ả Rập Xê Út, Nhật Bản và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thưa quý vị, như vậy là đã xác định được hai cái tên đi tiếp của bảng C là U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam.
ở thời điểm hiện tại, câu hỏi được nhiều người hâm mộ quan tâm nhất đó là thầy trò huấn luyện viên Gong Okyeon sẽ gặp đội nào tiếp theo tại vòng tứ kết U23 châu Á. Sau khi U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam cùng giành thắng lợi tại bảng C, ngôi vị đầu bảng đã thuộc về đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi khi họ có được 7 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam xếp sau với 5 điểm. Theo thể thức thi đấu, đội nhì bảng C sẽ phải gặp đội nhất bảng D. Chính vì thế, đối thủ tiếp theo của huấn luyện viên Gong Okyeon cùng các học trò hiện vẫn chưa thể xác định là U23 Nhật Bản hay U23 Ả Rập Xê Út. Trước lượt trận cuối bảng D diễn ra vào tối nay, đội bóng đến từ Tây Á và đội tuyển xứ Bhutan hiện có cùng 4 điểm. Trong khi U23 Ả Rập Xê Út phải quyết chiến với U23 UAE, thì U23 Nhật Bản chỉ phải chạm trán với đối thủ đã bị loại là U23 Tajikistan. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng lại đang nghiêng về phía Ả Rập Xê Út với dương 3. Nếu quốc gia Tây Á giành 3 điểm trước UAE, U23 Nhật Bản phải có thắng lợi đậm đà 5-0 mới níu giữ được ngôi Nhật Bản. Có thể nói, cả hai đối thủ trên đều không muốn phải đụng độ với nhà đương kim vô địch là U23 Hàn Quốc và đặt mục tiêu gặp U23 Việt Nam tại tứ kết. Lượt trận cuối cùng bảng D giữa 4 đội bóng U23 Nhật Bản gặp U23 Tajikistan và U23 Ả Rập Xê Út gặp U23 UAE sẽ cùng diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay ngày 9 tháng 6 và sẽ được FPT Play tường thuật trực tiếp gửi đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tại vòng chung kết giải hạng nhì chiều qua, một hành động đi ngược với xu hướng chung của bóng đá thế giới cũng như bóng đá Việt Nam đã xảy ra. Cụ thể là một cầu thủ của đội Bình Thuận đã có hành vi bạo lực với trọng tài ngay trong trận đấu. Đó cũng là một trong những tin tức đáng chú ý của cụm tin vắn hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị hãy cùng đến với thông tin thăng hạng của câu lạc bộ Hòa Bình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng bản tin bóng đá Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Câu lạc bộ Hòa Bình đã không gặp quá nhiều khó khăn trước câu lạc bộ Đồng Nai tại vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2022. Đơn quân của huấn luyện viên Lê Quốc Vượng đã là những người nắm giữ được thế trận trên sân 19 tháng 8 Nha Trang. Những cái tên như Ngọc Trọng, Văn Tùng, Nam Trường đã đem về 3 bàn thắng cho đại diện miền Bắc, qua đó ghi tên mình vào suất thăng hạng lên chơi tại giải V-League 2. Cũng có được tấm vé thăng hạng đến sân chơi cao cấp hơn chính là câu lạc bộ Bình Thuận. Đại diện miền Trung đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước câu lạc bộ Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, dù phải thi đấu thua người. Bị đối thủ dẫn trước đến 2 bàn, nhưng Nguyễn Đình Lợi cùng Thanh Hùng đã là những người xuất sắc đưa trận cầu trở về và xuất phát với tỷ số 2 đều. Và ở loạt sút luân lưu cân não, câu lạc bộ Bình Thuận đã giành thắng lợi chung cuộc 8-7 một cách đầy gay cấn. Dù thăng hạng, thế nhưng đại diện miền Trung đã để lại một hình ảnh không đẹp mắt trong lòng người hâm mộ khi cầu thủ Ngô Anh Vũ đã đánh trọng tài khi phải nhận thẻ vàng thứ hai. Cũng có mặt dự kháng trận đấu chính là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Lê Hoài Anh. Vị quan chức này cho biết hành vi trên cần phải xử lý nghiêm và hồ sơ đã được chuyển đến ban kỷ luật VFF. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play. Bốn sân vận động lớn nhất Uzbekistan sẽ tổ chức 4 bảng đấu, quy tụ 16 đội tuyển mạnh nhất lứa tuổi U23 châu Á. Mọi sự chú ý được đổ dồn về sự hiện diện của U23 Việt Nam. Cúp bóng đá U23 châu Á AFC khởi tranh từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. FPT Telecom mang đến giải pháp camera an ninh đồng bộ toàn diện duy nhất tại Việt Nam. FPT Camera cho phép lưu trữ, quản lý dữ liệu an toàn, bảo mật trên cloud với các tính năng cảnh báo thông minh IQ, nhận diện chuyển động có người, khoanh vùng cần giám sát, gửi cảnh báo kèm hình ảnh, tùy chọn loại trừ các báo động không cần thiết. Bạn sẽ tận hưởng sự an tâm và đơn giản trong cuộc sống. FPT Camera, công nghệ tạo khác biệt.
Xin kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng quay trở lại với các hình ảnh tại sân vận động Lokomotiv ở Lasken để cùng theo dõi tiếp hiệp đấu thứ hai của đội sức cuối cùng ở trong giai đoạn vòng bảng của bảng D giữa U23 Arab Seoul và U23 UAE. Một hiệp đấu đầu tiên có rất nhiều những cơ hội dành cho cả UAE và Arab Seoul, nhưng cuối cùng bàn thắng đã không được ghi. Trong số đó là một tình huống mà trọng tài đã check lại VAR và xác định số 17 Haitham Hasseri bên phía Arab Seoul đã đè bóng chạm tay trước khi đi bóng vào lưới của Abdullah. Ở trong trận đấu cùng giờ của bảng D, lượt trận cuối cùng này thì Nhật Bản cũng đang dẫn trước U23 Tajikistan với tỷ số là 1-0. Và với kết quả hiện tại thì đội bóng đang xếp nhất bảng đang là Nhật Bản và nhì bảng là Ả Rập Xê Út. Đội bóng nào xếp nhất bảng ở trong bảng D sẽ đối đầu với đội bóng nhì bảng C là U23 Việt Nam. Và nhì bảng D sẽ đối đầu với nhất bảng C, đó chính là U23 Hàn Quốc, dĩ nhiên đương kim vô địch. Không loại trừ khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận tái đấu của Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc ở trong trận tứ kết này, nhưng với điều kiện là Ả Rập Xê Út cần phải có được vị trí nhất bảng D. Awad được tung vào sân bên phía Ả Rập Xê Út. Abrahim, cái tên nhận thẻ vàng duy nhất ở trong hiệp 1, đã bị thay ra. Trong khi đó thì UAE tiến hành thay đổi hai nhân sự. Và hiệp 2 của chúng ta chính thức bắt đầu. Cuộc đối sức giữa U23 Ả Rập Xê Út và U23 UAE. Với kết quả hiện tại thì với UAE họ đang là đội bóng xếp ở vị trí thứ 3 và sẽ bị loại. 45 phút của hiệp 2 sẽ là 45 phút cực kỳ rất đáng xem. Chuyền bóng vào. Hai sự thay đổi của UAE đó chính là sự xuất hiện của số 2 Idris. Cùng với Masun Yazid. Masun Yazid là người đã ghi bàn thắng trên chấm đá 11m ở trong trận đấu gặp Tajikistan để ấn định tỷ số 2-0 cho U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đang có một cầu thủ Ả Rập Xê Út bị đầu, đó chính là Abdullah Radib, người đã chơi tương đối là ấn tượng ở trong giai đoạn cuối của hiệp đấu thứ nhất. Một pha bóng mà Abdullah Radib đã va chạm với số 4 Mamu. Ahia tính riêng ở trong 45 phút hiệp 1 đã có tới 3 tình huống mà các chân sút của cả UAE và Ả Rập Xê Út đưa bóng chạm vào khung thành của các thủ môn. Hai trong số đó thuộc về cho U23 UAE với các pha dứt điểm của Abdelaziz Mohamed cũng như là Ahmad Jamin. Yaslam Abdullah Mohamed. Madi không vượt qua được Abdullah Hamid. Tấm thẻ vàng thứ hai được rút ra ở trong trận đấu này.
người ta phải lĩnh thẻ đó chính là Saud Abdulhamid. Trước đó thì bên phía đội hình của U23 Ả Rập Xê Út thì số 6 Ibrahim cũng là chủ nhân của tấm thẻ vàng đầu tiên. Một tình huống phạm lỗi xứng đáng phải lĩnh thẻ. Số 23 đã dẫm vào mu bàn chân của số 15 cầu thủ mới vào sân Mansour Saek. Không vào, cú đá hơi cao. Phải dứt điểm của Idris. Abdulhamid. Rất tốt. Dasori. Saad Yaslam. Vẫn là Yaslam. Không có lỗi đến từ Abdullah. Yamin không vượt qua được Dasori. Một tình huống thả bóng của Yamin dành cho Mahdi nhưng không thành công. Bây giờ sẽ là cơ hội phản công dành cho Ả Rập Xê Út. Ahia rất thoáng bên phía cánh phải. Anesa. Hussein Anesa. Không được. Vẫn còn. Gami. Radip. Radip chân trái. Không vào. Bóng đi vọt xa ở trong tình huống dứt điểm rất tự tin của Abdullah Radip. Tiền đạo này đang chứng minh mình dứt điểm tốt bằng cả chân trái và chân phải. Bóng đi sát sạc vào xa ngang khung thành của thủ môn Abdullah bên phía UAE. Gami. Đá phạt dành cho Ả Rập Xê Út. Lần này thì Haitham Asiri là người đã bị phạm lỗi. Người đã có tác động từ phía sau với Asiri, đó chính là Yanmin. Vẫn đang diễn ra với rất nhiều những kịch bản giống với hiệp đấu đầu tiên. Sự chủ động vẫn đang thuộc về cho Ả Rập Xê Út. Nhưng điều quan trọng là bàn thắng vẫn chưa tới dành cho U23 của Ả Rập Xê Út. Đội bóng của Algeria vẫn đang là những người chủ động hơn. Mamu. Trong cuộc đối đầu gần nhất vào năm 2018 cũng tại vòng chung kết U23 châu Á, UAE mới chính là người đã đánh bại Ả Rập Xê Út. Abdulhamid. Đúng là khi nhìn từ xa thì Abdulhamid rất giống với vẻ ngoài của N'Golo Kanté. Rất hay, tình huống phối hợp 1-2. Vẫn là các thủ Ả Rập Xê Út. Nhưng cuối cùng đã không thể vượt qua được số 2
Idris. Mamu. Ava là người đã có một pha tranh chấp rất quyết liệt với Mamu. Ava là một trong những sự điều chỉnh ngay đầu hiệp 2 của ông Ansiri cho Ả Rập Xê Út. Mohamed, Idris, Mamu, Abdullah Mohamed, Yamin, được truy tốt, Mohamed, không kịp. Những sự lo âu đến từ Ansiri. Và đây là ông Denis Silva Puig. Một trong những cầu thủ nổi tiếng được Denis Silva Puig dẫn dắt và thanh danh tại đội trẻ của Barca đó chính là Ansu Fati, người được các cổ động viên của Barcelona gọi là tiểu Messi. Abdullah Mohamed, rất tốt. Hamed Gami, Ansiri, gửi không vào. Cú đá đội rất nhanh của Abdullah Radib. Nhưng bàn thắng thì vẫn là một thứ gì đó đang lẩn tránh với cá nhân tiền đạo mà số 19 cũng như là Ả Rập Xê Út. Một tình huống tấn công rất nhanh và vô cùng gọn gàng của đại bóng Ansiri. Có lẽ cần phải có một chút xíu sự may mắn và sự bình tĩnh hơn đến từ các chân sút của Ả Rập Xê Út. Họ là đội bóng sở hữu sức ép và sở hữu nhiều cơ hội hơn so với U23 UAE. Lỗi của Dabsari với Mansour. Abdullah Radib. Một tình huống chơi bóng rất răng xả của Jose Mari, đội trưởng bên phía UAE. Radib không có tình huống bóng chạm tay. Mamu, Ayman Haya, không hề có lỗi việt vị. Ansiri không vào. Một lần nữa sự đáng tiếc lại đến với các cổ động viên của Ả Rập Xê Út. Đó đã là lần thứ hai ở trong trận đấu này mà số 17 Hatem Ansiri có được tình huống đối mặt với Abdullah, nhưng cơ hội là vẫn còn. Đó không phải là Ansiri mà lần này đó chính là Ayman Haya. Bàn thắng cuối cùng cũng đã đến dành cho đội bóng tạo ra nhiều sức ép hơn và chơi hay hơn trong những phút đã qua, đó là Ả Rập Xê Út. Những sức ép lúc này đã được cởi bỏ phần nào. Cuối cùng thì sự chống cự của U23 UAE cũng đã vỡ vụn trong một tình huống mà họ đã để lộ quá nhiều những khoảng trống. Pha xử lý rất hay và cực kỳ điềm tĩnh của Aya nó khác hoàn toàn với những tình huống bỏ lỡ của người đồng đội Ansiri trước đó. Một cú đá với độ quan sát và tinh tế ở góc gần đánh bại hoàn toàn Abdullah. Rất điềm tĩnh. Chúng ta đã nhìn thấy được sự lạnh lùng của số 7 bên phía Ả Rập Xê Út. Lần này thì không có lý do gì mà trọng tài Barreiro từ chối bàn thắng của Ayman Haya.
Abdullah Mohamed. Sau khi có được bàn thắng thì U23 Ả Rập Xê Út đang chủ động chơi chậm lại trong khoảng vài phút đã qua. Yamin. Lúc này thì ở trong trận đấu cùng giờ, Nhật Bản đã nâng tỷ số lên 2-0 trước cuộc đối xứng với Tajikistan với pha lập công của Sato. Awad. Tính cho tới thời điểm này thì mọi thứ vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Ả Rập Xê Út. Nhìn chắc chắn để an toàn hơn thì họ cũng cần phải chia hết sức và tiếp tục ghi được những bàn thắng vào lưới của U23 UAE, bởi vì nhiều khả năng U23 Nhật Bản sẽ ghi thêm những bàn thắng nữa trong cuộc đối xứng với Tajikistan. Khabi, Mohamed, Abdullah Mohamed, không được, vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Một pha áp sát kịp thời đến từ Aya, chủ nhân của tình huống mở tỷ số cho Ả Rập Xê Út. Motep được tung vào sân. Và người rời sân sẽ là Yaslam. Lúc này thì tổng số bàn thắng mà Ả Rập Xê Út đã ghi được tính cho tới thời điểm hiện tại là 6 bàn. Và họ vẫn chưa để lọt lưới một bàn thua nào. Trong khi U23 Nhật Bản họ đã ghi được 4 bàn thắng và để lọt lưới một bàn. Đó chính là bàn thua phải nhận trong cuộc đối xứng với U23 UAE với pha lập công của Abdulsi. Ayman, Asiri, Asiri quá tham bóng. Ở trong tình huống vừa rồi thì Asiri đã không quan sát thấy sự xuất hiện của Motep. Vẫn còn phản công dành cho U23 UAE. Pha bóng dọc biên hơi khó rồi. Quá khó dành cho Abdullah Mohamed. Salem được tung vào sân để thay thế cho Ankhabi. Rất nhiều những sự điều chỉnh được cả U23 UAE và U23 Ả Rập Xê Út thực hiện ở trong khoảng thời gian của hiệp đấu thứ hai này. Và cuối cùng thì sự khác biệt đã được tạo ra và nó thuộc về cho đội bóng đã chơi tốt hơn là U23 Ả Rập Xê Út. Cú vậy mà khá nghệ thuật. Anesa đã phạt cho Ả Rập Xê Út.
nhưng chỉ số kiểm soát bóng thì hoàn toàn vượt trội thuộc về cho Ả Rập Xê Út. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, theo những con số thống kê thì khả năng kiểm soát bóng của Ả Rập Xê Út là 58%. Và ở ngay những con số thống kê vừa rồi, con số này vẫn đang duy trì ở mức là 56%. Abdullah Mohamed, Salem đã có lỗi. Đó là lỗi của Hussein Aisha. Salem cắt bóng rất chủ động, mở ra cơ hội phản công dành cho Ả Rập Xê Út. Hussein Aisha. Rất tốt Gami. Motep đưa bóng vào, quá sâu. Motep có lẽ dự định một tình huống căng ngang, nhưng đường truyền chưa thực sự có cảm giác bóng quá tốt đến từ cầu thủ vừa mới vào sân cách đây không lâu. Motep là người vào sân để thay thế cho Saad Yaslam. Dasori. Bóng còn trong sân. Abdullah Mohamed. Mamu. Lúc này thì những tình huống phối hợp của đội bóng áo đỏ đã không thể duy trì được độ chính xác tốt giống như những gì mà họ đã làm ở trong hiệp đấu đầu tiên. Hussein Aisha đang bị đau. Chúng ta một lần nữa được theo dõi lại một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Đáng tiếc của Haitham Asiri. Còn đây là một sự đánh lùng khác hoàn toàn so với Asiri. Đó là Ayman. Vẫn là một tình huống tương tự, một góc sút tương tự. Chỉ có điều Ayman lại có được sự đánh lùng hơn và điềm tĩnh hơn so với Haitham Asiri. Lúc này thì ở trong trận đấu giữa Nhật Bản và Tajikistan thì tỷ số vẫn đang dừng lại là 2-0 nhưng về cho U23 Nhật Bản. Và với kết quả hiện tại thì U23 Uzbekistan, quý vị, Ả Rập Xê Út mới là đối thủ của U23 Việt Nam. Còn Nhật Bản sẽ chạm trán với Hàn Quốc. Phần ném biên của Motep. Ayman đã vượt qua được Avat. Rất tốc độ. Abdullah Mohamed. Không được. Một lần nữa không thể vượt qua được Abdullah Hamid. Số 23 đang chơi rất hay. Khả năng tranh chấp tay đôi, khả năng phán đoán các những tình huống chuyền bóng của đối phương và khả năng ra quyết định cực kỳ chính xác và ấn tượng của số 23. Đó là một tình huống băng ra kịp thời của Abdullah.
Về cơ bản đây là một trận đấu mà thủ môn bên phía U23 UAE đã chơi tốt, với ít nhất 3 tình huống cứu thua dành cho đội bóng này. Những lần đối đầu của U23 UAE và U23 Ả Rập Xê Út có thắng có thua dành cho cả hai. Nhưng rõ ràng về mặt thực lực và sức mạnh thì Ả Rập Xê Út vẫn luôn được đánh giá nhỉnh hơn so với UAE. Và dù đó là cấp độ đội tuyển trẻ U23 hay là đội tuyển quốc gia. Abdullah Radib đang rất khao khát một pha lập công ở trận này. Pha bóng kịp thời. Ả Rập Xê Út vẫn đang duy trì một mật độ áp sát thường thấy và khá đều. Bên phía UAE có những sự điều chỉnh tiếp theo. Số 12 Jamin được thay ra và vào sân sẽ là Alaji. Mười phút đã trôi qua và tỷ số cuối cùng đã được mở cho Ả Rập Xê Út bằng pha lập công của Ayman Aya. Không vượt qua được Gires. Vẫn là Ả Rập Xê Út đã có khoảng trống. Tiếp tục là Ả Rập Xê Út. Gami. Dasari. Awad Dasari vào sân ở trong hiệp 2 nên Awad Dasari vẫn đang có nền tảng thể lực cực tốt vào lúc này. Rất tốt, số lượng đường truyền vẫn đang nhỉnh hơn thuộc về cho Ả Rập Xê Út. Đánh đầu Aisha không thành công. Cú đá không tìm thấy sự chính xác của Hossein Aisha. Dabsari đang bị đau và ngay lập tức trọng tài đã tạm dừng trận đấu. Có lẽ là anh đã bị căng cơ. Với một mật độ chơi bóng khá dày đặc ở vòng chung kết U23 châu Á thì các cầu thủ rất dễ gặp phải sự quá tải. Và đặc biệt với một đội bóng chơi theo hướng áp sát nhanh và pressing như là Ả Rập Xê Út thì việc các cầu thủ bị căng cơ, xuống sức hay là quá tải là một chuyện rất bình thường. Cường độ vận động là phải liên tục.
Alazi để bị dành cho UAE. Không thành công, đường chuyền không chính xác của Abdelaziz Mohamed, nhưng vẫn là U23 UAE không vào. Cú ra chân rất nguy hiểm của Salem, cầu thủ vào sân ở trong hiệp 2. Ở một cú đá không quá rộng và cũng có sự áp sát đến từ Motep, nhưng Salem vẫn kịp đưa ra một pha dứt điểm rất nguy hiểm. Gami đã có một tình huống tham bóng. Trọng tài đã cầm sẵn tấm thẻ vàng trên tay. Ở trên sân thì đang có một cầu thủ của Ả Rập Xê Út lăn lộn, và đó là một tấm thẻ đỏ dành cho U23 UAE. Không chỉ bị dẫn bàn mà UAE còn chơi với hoàn cảnh mất người ở trong những phút còn lại của hiệp 2. Ở trên sân thì Awad Asari vẫn đang đau đớn. Khamis là người đã có tác động, và có lẽ tấm thẻ đỏ vừa rồi dành cho Khamis. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Khamis vẫn đang phân trần rằng trước đó anh đã bị Hamed Gami túm máu, và trong một tình huống tham bóng thì anh vô tình chơi cao chân bằng găm giày với Awad Asari. Găm giày của Khamis đã giờ quá cao. Ayit Khamis, và bây giờ trọng tài đang check lại VAR. Liệu đó có phải là một thẻ đỏ hay không, hay sẽ là một tình huống thay đổi quyết định của ông Barreiro? Như vậy vẫn là một tấm thẻ đỏ trực tiếp, không cần phải bàn cãi nhiều. Trọng tài Barreiro đã mời Ayit Khamis rời sân. Đã không còn cơ hội dành cho U23 UAE ở trong quãng thời gian còn lại này. Họ chơi thiếu người trong một thế trận bị chen ép và lại bị dẫn trước. Mesan cùng với Ahmed là những cái tên sẽ được Ả Rập Xê Út sử dụng ở trong những phút tiếp theo. Đáp Sori là một trong những cái tên rời sân. Và cái tên rời sân tiếp theo đó chính là Hussein Anaysa. Người vào sân là Ahmed. Motep. Abdullah Hamid. Một cách toàn cục thì rõ ràng là U23 Ả Rập Xê Út không chỉ sở hữu thể hình thể lực tốt, mà lối chơi của đội trẻ này, U23 Ả Rập Xê Út, thực sự được đánh giá là một trong những cứ viên đăng ký cho danh hiệu vô địch của vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Thêm một cơ hội nữa, Radip. Nhìn sự càng lướt của Radip thì có thể nói
Cầu thủ này sẽ gây ra những sự khó khăn dành cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam, như là Thanh Bình hay là Bùi Hoàng Việt Anh. Abdullah Radip vẫn đang nằm sân. Suleiman bên phía U23 UAE được tung vào sân và người rời sân đó chính là tiền đạo Abdullah Mohamed. Đúng là cái gầm giày của Ait Kasim đã đưa lên quá cao. Đó là một trong những nguyên nhân để khiến cho ông Barreiro rút ra một tấm thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi hành vi chơi xấu. Một nét mặt và một hành động rất thất vọng đến từ đội trưởng bên phía U23 UAE. Alazi, Suleiman. Lúc này thì trong cuộc đọ sức giữa Nhật Bản cùng với Tajikistan, tỷ số vẫn đang được giữ nguyên là 2-2. Nhưng vấn đề là Mito của Nhật Bản đã phải rời sân vì tấm thẻ đỏ. Nhật Bản đang chơi thiếu người. Và có lẽ là trận đấu đó cũng sẽ dừng lại với chiến thắng dành cho U23 Nhật Bản. Và với kết quả được giữ nguyên thì đội bóng Nhật Bản sẽ là Ả Rập Xê Út, nhì bảng là U23 Nhật Bản và đối thủ của Việt Nam sẽ là Ả Rập Xê Út ở trận tứ kết. Alazi không lỗi, pha bóng rất kịp thời. Như vậy trước đó thì trọng tài đã phất cờ báo việt vị một quả đá phạt lên dành cho Ả Rập Xê Út. Một quy định chính xác. Đúng là đã có lỗi việt vị của số 15 Mansour. Đầu hiệp 2 này chúng ta hầu như không nhìn thấy được một pha bóng nguy hiểm thực sự nào mà U23 UAE tạo ra, ngoài trừ pha dứt điểm của Salem ở phút 74. Rất càng lướt, đã có tình huống kéo người nhưng trọng tài đã xua tay. Ông xác định đó không phải là một tình huống có lỗi đến từ Ahmed. Amiri, Ires, chúng ta cùng theo dõi là pha bóng này. Một tình huống tranh chấp giữa Ahmed cùng với Ires đã có pha kéo áo, nhưng hành động này diễn ra quá nhanh và rất kín. Sau đó thì Ahmed đã bị vấp chân. Nhưng cho dù có cắt coi thì đó cũng là một tình huống mà quả phạt được xác định ở bên ngoài vùng cấm.
Suleiman, Alazi. Ayman, Ahmed. Ahmed đã không thể vượt qua được Ires. Salem, đường truyền dành cho Ires hơi mạnh rồi. Đúng là những gì mà U23 UE làm được tốt nhất chỉ có thể gói gọn lại ở trong hiệp đấu đầu tiên. Với những tình huống mà họ tạo ra, sóng gió về phía khung thành của Akidi. Còn lại thì nhìn chung, tổng quan trong vòng 85 phút đã qua, mọi thứ đều nghiêng hẳn về cho Ả Rập Xê Út. Mamu, Ires, Amiri, khá bình tĩnh. Qua người khá hay. Alazi, vẫn tiếp tục là Alazi. Mamu, Alazi, quả tạt của Alazi. Rất tốt. Nhưng đội bóng áo đỏ vẫn đang có được những sức ép. Suleiman, đường truyền có ý đồ của Suleiman dành cho Salem. Suleiman đang ra dấu hiệu xin bóng. Ires không vào. Và xử lý đây táo bạo của cầu thủ hậu vệ cánh mặc áo số 2, Ires. Maran vào sân để thay thế cho tiền đạo Abdullah Radib. Một trận đấu kém duyên của Abdullah Radib. Tiền đạo màu số 19 này mất khoảng thời gian 15 phút để bắt nhịp với trận đấu và sau đó thì đã chơi tốt dần lên. Chỉ có điều là những pha dứt điểm của anh thì lại chưa đủ sự may mắn cũng như là độ hiểm hóc để có thể đánh bại được Abdullah. Áp sát rất tốt. Almiri, Salem, vẫn Salem, Mamu. Suleiman. Suleiman có một thể hình rất lực lưỡng. Vẫn là Suleiman. Mamu. Suleiman. Mặc dù xấu thể hình lực lưỡng nhưng Suleiman khá vụ về. Motep, đường chuyền hay. Maran đã có một tình huống dạt vào bên trong, cắt bóng rất kịp thời của Ires. Ires trên hiệu vừa phá lưới vào thời điểm hiện tại, dẫn đầu danh sách vẫn đang thuộc về cho Chu Dung Quốc, tiền đạo của U23 Hàn Quốc với 3 pha lập công. Salem, tiền đạo số 7 bên phía U23 UE chơi rất sông sáo. Ires, Mamu, tiếp tục là những đường truyền dành cho Salem.
Suleiman, Alaji, Mamu. Không thể vượt qua được Ayman. Asiri, Abdullah Hamid. Một pha bóng dâng cao. Đẩy bóng hơi dài mất rồi nhưng vẫn là Abdullah Hamid. Không được, Ires đã rất dũng mãnh. Một tình huống 1 đánh 2 nhưng Ires đã thành công đoạt bóng trong chân của Abdullah Hamid cũng như là Ayman. Mansour, đường truyền sai. Không hề có lỗi việc vị đến từ Maran. Khoảng trống dành cho Maran. Đưa bóng vào. Rất đáng tiếc là Maran lại không thể truyền qua bóng cho người đồng đội đang di chuyển ở bên trong. Là Ayman. Salem. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận này. Cả UAE cũng như là Ả Rập Xê Út đang muốn có thêm bàn thắng. Đặc biệt là bên phía UAE. Lúc này thì UAE đang chơi với 10 người. Maran. Không được. Pha xử lý quá vùng của Maran khi đối mặt với Almeri. Abdullah Hamid. Đội trưởng bên phía Ả Rập Xê Út chơi rất chắc chắn, bình tĩnh. Đây sẽ là một bài toán khó dành cho U23 Việt Nam. Chúng ta có Chekva. Chúng ta có Chekva, một tình huống bóng chạm tay. Khi mà trận đấu của chúng ta vẫn đang diễn ra thì bất ngờ và đã ra dấu hiệu dành cho ông Barreiro. Tình huống này đây, tình huống mà Maran đã truyền quả bóng vào và bóng đã chạm tay của Almeri. Tay của Almeri đã phình to ra rồi. Có lẽ sẽ là một quả penalty. Một quả penalty dành cho Ả Rập Xê Út. Còn bây giờ sẽ là quyết định của ông Barreiro. Penalty. Không gì khác được khi mà cánh tay của Almeri đã vung ra rất xa, xa thân người, phình to ra bất thường. Ý đồ của Almeri cũng là muốn cản lại pha bóng này. Một quyết định chính xác của ông Barreiro. Còn bây giờ cơ hội để cho Ả Rập Xê Út nâng tỷ số lên 2-0. Đồng thời ấn định chiến thắng cũng như là dập tắt mọi hy vọng có được bàn thắng của UAE ở trong trận đấu này. Ngoài việc bị thổi penalty thì Youssef Almeri cũng phải lĩnh một tấm thẻ vàng của ông Barreiro. Đứng trước bóng đang là Saud Abdullah Hamid. Chúng ta có 6 phút đá bù giờ cho hiệp 2. Abdullah Hamid và Abdullah. Một cuộc đối đầu ở cự ly 11m. Abdullah Hamid vào. Mặc dù Abdullah đã đổ người đúng hướng nhưng cú đá của Saud Abdullah Hamid là quá sát cột dọc. 2-0 dành cho U23 Ả Rập Xê Út. Mọi thứ đã ngã ngũ ở tại bảng D với ngôi vị nhất bảng thuộc về cho Ả Rập Xê Út. Bây giờ thì ở trong trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Tajikistan, mặc dù chơi mất người
nhưng Nhật Bản cũng đã kịp có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho công của Nakashima ở phút thứ 90+4. Nhưng cũng là khoảng thời gian này, sự điềm tĩnh của Saud Abdullah Hamid ở cự ly 11m tiếp tục duy trì lợi thế dành cho U23 Ả Rập Xê Út. Tính cho tới thời điểm này, qua 3 trận đấu, Ả Rập Xê Út đang ghi được 7 bàn thắng. Ngoài trừ trận đấu gặp U23 Nhật Bản là họ không ghi được bàn thắng nào. Và điều đặc biệt là U23 Ả Rập Xê Út vẫn chưa bị thủng lưới một bàn nào ở trong 3 trận đấu đã qua. Hoa phòng ngự với sự điềm tĩnh và chỉ đạo của đội trưởng Abdullah Hamid luôn duy trì được sự tập trung và sự chính xác ở trong những tình huống truy cản. Có thẻ vàng, một pha bóng kê chân với Saud Abdullah Hamid. Thẻ vàng dành cho Masu Said. Đúng là một tình huống tham bóng vô thưởng vô phạt của Mansour Said. Ahmed Gami. Asiri. Motep. Phút đá bù giờ cuối cùng, phút đá bù giờ thứ 6. Tỷ số là 2-0 nghiêng về cho Ả Rập Xê Út với các pha lập công của Ayman cùng với Saud Abdullah Hamid. Gami ở khu vực giữa sân thì số 8 Gami đang là nhạc trưởng. Một lối chơi rất mềm mại. Cơ hội không vào. Đúng là một ngày quá đen đủi dành cho Haitham Asiri. Nếu tính riêng cơ hội cá nhân dành cho số 17 thì ít nhất là anh đã có 4 lần, nhưng anh chưa một lần thành công. Cho dù thành công thì trọng tài khi check va thì cũng không công nhận bàn thắng khi bóng đã chạm tay của Asiri. Hết giờ. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Ả Rập Xê Út, một chiến thắng thuyết phục với kết quả là 2-0 trong cuộc đối đầu với U23 UAE. Chiến thắng này giúp cho U23 Ả Rập Xê Út có được ngôi vị nhất bảng D và họ sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam ở trận tứ kết sắp tới. Và Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là đối thủ của nhau ở trong trận tứ kết. Hai bàn thắng ở trong trận đấu này của Ả Rập Xê Út được ghi do công của Ayman Ahia cùng với Saud Abdullah Hamid. Quý vị thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa U23 Ả Rập Xê Út và U23 UAE của FPT Play cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
cửa, bạn cần theo sát hoạt động của doanh nghiệp. Một giải pháp giám sát an ninh tối ưu phải là sự kết hợp giữa tính an toàn và linh hoạt. FPT Camera SME tích hợp công nghệ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo cho phép giám sát, quản lý từ xa trên 3 nền tảng. FPT Camera SME đồng hành cùng doanh nghiệp, linh hoạt, tái khởi động. Liên hệ 1900-6600 hoặc văn phòng FPT Telecom trên toàn quốc để được tư vấn. Thanh toán cước truyền hình cùng Foxpay vì điện tử của FPT Telecom. Tự hào đặt 2 chứng chỉ bảo mật quốc tế SSL và PCI DSS. Liên kết với 40 ngân hàng Việt Nam dễ dàng thanh toán trong tích tắc. Thanh toán tại 100.000 điểm giao dịch có VNPay QR trên toàn quốc. Chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, mua voucher ẩm thực, làm đẹp, thời trang ngay trên giao diện app. Tùy chỉnh giao diện Dapmos, Limos hiện đại. Tải app ngay để sử dụng ví Foxpay cho hệ điều hành iOS và Android.